Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Litecoin, Litecoin và Litecoin Ngay bây giờ là 2 giờ 4 phút sáng Ngày 23 tháng 8, 2023 Nhảy vô luôn Thì hôm qua Litecoin có một sự bay bỏng 8% Nhưng cái sự 8% này nó bay bỏng lên á Nó cũng không đánh vỡ được những cái kháng cự mình đã đưa ra Và đây là những con số nó vẫn nằm trên bàn trong những cái tập vừa rồi 71 76 phải nằm trên 76 thì mình mới nói có cái câu chuyện là lên lên và lên. Ok. Thì vừa rồi. Trước đây á, thì mình chỉ có những cái sóng sóng xanh cho bạn thôi là sóng số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5. Và để nói một cách rõ ràng luôn á, xác suất là xuống nhiều hơn lên là sóng số 5 xảy ra, cái sóng xanh này xảy ra. Vừa rồi mình có cộng đỏ lên trên bàn là sóng số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 cho bạn. Nhưng vừa rồi cái sự bay bổng vừa rồi á, BTC cũng giống như đồng Ethereum thì nó phá vỡ cái gọi là cái kháng cự của nó vừa rồi. Bitcoin phá vỡ 27.700. Ethereum phá vỡ 1.725. Còn riêng cái đồng Litecoin này á nó bung nó bung lên không có bao nhiêu nha, biết là 8% nhiều hơn nhiều hơn Bitcoin và nhiều hơn Ethereum nhưng nó không phá vỡ được cái kháng cự của nó bởi vì vậy cái xác suất là nó sẽ có cái sóng hồi nhiều hơn sóng số 5 sóng số 5 nhiều hơn và để cho mình mình biết là, là nó đang có cái đà đi xuống rồi là đây cái điểm này cái con giá của con giá 65 nếu nó nằm dưới 65.5 á Ok và 64.4 là nó công nhận cho bạn là xuống xuống và xuống 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 và xuống 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 và xuống á thì là cái con giá nào bạn nên quan tâm. Là 56.4 và 48.7. Ok. Thì đó là dựa theo cái chăm chăm cái đầu tính toán thì là đây là những con số. Ok, đây là những con số lúc nó xuống cái đợt này. Tại sao mình nói sóng đỏ nó rất khó bởi vì hôm qua nó bay bổng bay bổng nó không qua được những cái kháng cự. Ok, nó không qua được cái kháng cự nó phải cần qua những cái kháng cự. Và nếu mà nó nếu, nghe, nếu mà nó, nó đi lên luôn á, thì nó phải tạo năm sóng rõ ràng, thì có thể là ngay bây giờ là mình có thể dán đây là sóng số 3, cái đỉnh vừa rồi của nó là sóng số 3, rồi ngay bây giờ là mình đang trải nghiệm cái sóng số 4, đúng không, đỉnh số 4, rồi cái kế tiếp là sóng số 5, nhưng nó phải cắn cái con này và con này, 71 và 76 nó phải cắn, 76 là cái điểm này, ok, cái điểm này, ok, 76, là cái, 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 cái đường chỉ này nè, ok 76 nó phải cắn và nằm trên 76 thì mình mới nói là cái sóng nó đã thay đổi từ xuống đổi thành lên, từ xuống đã đổi thành lên thì nó phải nằm ở trên con giá 76. Rồi sau đó nó sẽ có ba cái sóng hồi 1 2 3. Và nếu nó nằm ở đây thì nó nói cái đấy, cái đây cái đấy vừa rồi của nó là đấy. Ok, ở đây nếu nó có năm sóng đi lên thì cái đó là nó nói là cái đấy, đây là đấy. Ok, đây là cái sự công nhận đầu tiên. Rồi cái công nhận thứ hai á là nó sẽ có thêm ba cái sóng hồi là 1 2 3. Ok mình đổi nó thành màu một cái màu lạ hơn đây một hai ba và kết nó nó đắp cánh ở đây thì cái vùng này cho những người mà gọi là mua vô an toàn để đu đỉnh lên đó, thì nó nằm ở đây nằm ở đây ok thì nằm ở đây thì uh, ngay bây giờ mình đang trải nghiệm gọi là sóng số 3 thôi sóng số 4 thì mình không biết nó nó có có ở đây hay không hay là nó tụt một cái vèo đi xuống OK. Nhưng mà nếu mà nó là 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 ngang và nó bắt đầu đi lên lại thì cái sóng số năm sợ xảy ra thì nó rất là tốt. Nhưng cái con số bạn nên quan tâm là nó phải đánh vỡ 76 thì mình mới biết là sóng đã thay đổi nha. Từ xuống, từ xuống này đổi thành lên thì là nó phải có năm sóng đi lên rõ ràng và nó phải đánh vỡ cái con số 76. Ngay bây giờ nó không có nằm trên bàn. Nha. Xác suất xuống nhiều hơn lên và xuống thì đây là những cái con giá bạn nên quan tâm là cái đỉnh này cái cái đáy vừa rồi của nó nếu mà đi xuống thấp hơn cái đáy vừa rồi á thì nó báo cho bạn cái tín hiệu là xuống xuống và xuống rồi nha và xuống là đây là những con số sau đó đáp cánh ở những con số này rồi nó mới bay xác suất là dễ uh, cái 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 trường hợp đó xảy ra nhiều hơn cái trường hợp bay bổng lên uh, trường hợp bay bay bỏng lên thì rất khó nha hôm qua là gọi là một cái ngày mà gọi là thông tin rất tốt mà nó chỉ bay chừng vậy thôi thì bây giờ mình phải cần những cái thông tin tốt nữa Ok à, những cái gọi là à, nếu Bitcoin bay thì nó chắc chắn nó cũng thể sẽ đi theo nhưng nó dự dẫm vào Bitcoin và cho những người nào mà đã cập nhật à, tín hiệu của Bitcoin thì à, chắc chắn bạn cũng đã có những cái sự chuẩn bị nha yeah. à, nó phải nằm ở trên những con số à, chống lưng và kháng cự mình chia sẻ nếu không thì thì mệt đúng không okay. vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video like coin này Rõ ràng mình ở trên đây mình đã nhắn ok và tất cả những thứ mình làm mình đều nhắn ở trên cái nền tảng này và bạn phải nên đăng ký nó. Tiền Academy, tìm mình tìm làm sao? Lấy cái tên này dán vô chữ search bạn lên trên Twitter. Ok. Cái video kế tiếp mình sẽ làm cho bạn là XRP và ADA. Vậy thôi, xin chào mọi người.